đón nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Bài này thì bây giờ đi, bài này là nãy giờ anh thấy dưới cũng rất nhiều bạn trẻ nha. Nên bây giờ thì Huy bầm vũ đoàn nhỏ nhỏ lên nhảy chung cho vui luôn nha. Dạ. Dạ quà thì em tùy nghĩ, không biết bên trong có quà hay không nha. Nhưng mà lên đây nhảy là đam mê là chính. Cho lúc này là nếu mọi người ngày xưa hay theo dõi mấy bộ phim hoạt hình thỏ dạy sói hay biết bài này. Nên bây giờ Huy sẽ mời lên đây vũ đoàn nhẹ nhẹ sương sương. Mình nhảy 5 người thôi. Dạ. Cho em hỏi nhỏ. Dạ có quà.
giá trị tương đương trên dưới 1 tỷ. Đó là em nói thôi, em thấy mình trong xỉu hàng loạt rồi. Rồi bây giờ mời 5 người nha, đó quá dễ đẹp quá hết. Rồi bên phải trước này ai ứng cử à? Rồi mời á. Rồi anh trai sáu muối. Bên trái có ai hoài rồi mà em? Rồi rồi bây giờ mình mời xa xa đi cho nó đều đều. Mình nhặt nó hú. Dạ bên đây để em mời bên phải trước xa xa nha. Bạn nhỏ thôi. Bạn nhỏ con nhảy thôi. Đi đi con. Con thí sinh cận gái nha. Dạ bây giờ. Dạ có lúc. Ủa em hả? Trời ghé đau quá anh em. À có bạn nhỏ kia rồi. Bây giờ thêm bạn nhỏ đó nha. Con gái con gái đó. Có lúc nha. Rồi, thử 5 người nha. Bây giờ là vũ điệu này, chúng ta là nhảy tự do nha. Ủa anh Thành ơi, sao mà ở đâu mà tha phù như vậy? Trời quá trời, dạ đây, em mời nha. 1, à, dạ. Dạ, 1, 2, 3, 4, còn một bạn áo cam nữa. Rồi, bây giờ mình làm ngay sơ bộ nha, để chúng ta giải biết mình là ai. Con trai mình vô đây cái này là bị người để ra đúng không? Đi đâu nè? Rồi lên đây luôn con. Ủa ủa mọi người mình là thành chủ đề chuyên nghiệp rồi hả? Lên đây con gái. Cái này là chú đi hoài nha em. Thầy khen sạch sào quá. Dạ rồi. Trời ơi đẩy ra đúng chứ chị, đẩy ra luôn, đẩy ra luôn. Rồi để đẩy bé gà xuống da rồi đỡ quá rồi. Rồi bây giờ đây mình có là 2, 4, 6, 8, 9 người. Rồi 9 bé nha. Thể loại chúng ta là nhảy tự do. Khi mà nhạc lên chúng ta bắt đầu nhảy, nhảy bất chấp. Nhảy khi nào mà nhạc tắt thì mình ngưng nhảy. Mình nhìn bô dáng khán giả coi luôn. Mình không thang điểm nào cụ thể nha. Ai mà thấy nhảy vỗ tay tình tình mình nó thắng. Dạ giải thưởng thì bên trong tên đã có rồi. Như em nói trên dưới 1 tỷ. Tỷ nào hơn xui. Cái khúc này là mang tên một bài hát mang tên là Lumba Kachi. Xin mời tất cả cùng lắng nghe ạ. Bài này dễ thương nha. Cô tê cô đích hợp nha. Đó. Bây giờ mấy mình vỗ tay tình cần cho các khán giả trên đây có các thí sinh này các biểu hiện nha. Rồi nó bị mâu hình nè. Rồi, chuẩn bị vô đó. Quá à. Em thấy người chơi đã tiêu điệu rồi. Quá trời. Một lần để cho em anh sẽ đời thấy hết cơm mà lòng nhằm hay. Thôi nhanh ra đây. Một lần để cho em anh sẽ đời thấy hết cơm mà chẳng hoa hay tất cả sẽ mãi yêu mình em. Yêu mà anh sẽ yêu mãi là một tình yêu không cần linh tinh luôn chung tình chỉ có em mà thôi. Yêu mà anh sẽ yêu mãi yêu chỉ mỗi em không còn dòng chơi hay chán đời chỉ có em mà thôi. Ok nhỉ nhỉ đúng không cái chi mọi người biết đúng thì mắc không không yêu này cho mình nha hai yêu chung nha.
người tầng người tầng người. Cho anh một cơ hội để đi vẫn là chi. Do 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 bao ca. Anh đi tiền đình. Cái này không chồng sao không biết hát gì luôn. Dạ rồi, dạ bây giờ thì cảm ơn tất cả các chủ công chuyên nghiệp và bán chuyên của tụi em. Dạ đây em sẽ những phần quà vô cùng giá trị đây. Những chiếc mèo thần tài may mắn khi cầm ở trong tay tương truyền rằng nó sẽ quẩy đến số tiền trị giá là 1 tỷ đồng cho nhân chủ nha. Đó, dạ các bạn mọi người. Dạ. Ủa, cảm ơn con có hiểu mình vừa làm gì không? Dạ anh này em hiểu nè. Trời ơi, cảm ơn anh rất là nhiều. Trời, bé này hỏi thẳng thừng quá. Dạ mời con, dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ rồi, và các bạn hãy một đồ thay lời chào tạm biệt của Huy tất cả mọi người rồi. Và Huy rất là cảm ơn tất cả mọi người nãy giờ khán giả cũng đã lên nhảy cùng với Huy. Có một không khí rất là vui vẻ, hy vọng mọi người sẽ sớm gặp lại tất cả khán giả trong một dịp tới nữa. Và chúc tất cả khán giả sẽ có một cái đêm thật là vui, thật là náo nhiệt, quẩy tên mừng nha. Cảm ơn Huy xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Quý vị ơi, đi lúc này quý vị còn ủng hộ những tờ làm bé thì nhắm tay ủng hộ quý vị, còn ăn cái đời tập trung vào sáng quý vị. Yeah, sure.